Với mục tiêu phấn đấu giải ngân từ 95% trở lên nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo các sở ngành, các chủ đầu tư, các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, các chủ đầu tư, các địa phương rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, lập kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tuần cho từng dự án để theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo tiến độ và giải ngân đạt 100% kế hoạch. Yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và cam kết thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thẩm định nhanh giá đất cụ thể làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng các dự án khởi công mới. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và ban bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện nhanh công tác khảo sát, kiểm đếm, phê duyệt phương án và chi trả chi phí giải phóng mặt bằng. Tập trung tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công các dự án còn lại, quan tâm giải quyết khó khăn vướng mắc cho từng dự án, đảm bảo dự án triển khai nhanh liên tục, kiên quyết xử phạt nhà thầu tư vấn yếu năng lực, thực hiện chậm tiến độ theo hợp đồng, thay thế các nhà thầu có đủ năng lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, công khai nhà thầu vi phạm theo thẩm quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, các chủ đầu tư, các địa phương xem nhiệm vụ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu là cơ sở để xem xét đánh giá năng lực, trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan trong năm 2023. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu thực hiện các dự án chậm, giải ngân không đạt kế hoạch.